OK, chào mừng các bạn quay trở lại với thế giới concurrency trong Go. Thế thì ở trong video này thì mình sẽ tiếp tục học về một cái concurrency pattern nữa sau cái function return channel. Đó là một cái pattern mình gọi là fan in. À. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder mới này, đây, fan in pattern và code trong cái fan in pattern này phải bên trong Go đây này. này thì mình sẽ lấy từ cái code từ bài function return channel này này đây, đây. thực ra cái pattern pattern này nó sẽ phát triển tiếp từ cái function return channel lên đó thì như các bạn đã biết ở video trước ấy, thì mình có liên tưởng đến cái pattern function return channel với việc là mình đến order đồ ăn tại một cái quán tại một cái nhà hàng đúng không đầu tiên mình đến mình order đồ này và mình nhận được là cái nhân viên họ đưa cho mình một cái thẻ thông báo thẻ chờ và trong thời gian mình chờ đồ ăn ấy, thì nhân viên họ sai một nhân viên khác đi chế biến đồ cho mình làm một cái anonymous routine này và nhân viên này khi mà họ chế biến đồ xong thì họ sẽ thông báo vào trong cái thẻ đấy ở đây là mình nó sẽ là đẩy dữ liệu vào trong cái channel đấy và cái thẻ này mình nhận được thông báo nhận được tin nhắn từ cái thẻ thì mình sẽ ra mình lấy đồ Ok Thế thì khi mà mình vào quán mình gọi đồ ăn Mình giả sử đây mình gọi cà phê đi Gọi coffee Bây giờ mình lại gọi tiếp một món nữa Tức là mình sẽ gọi tiếp cái hàm print something một lần nữa Giả sử như mình gọi bánh mì đi Bread Mình lại gọi hàm print something Và đây mình sẽ chuyển vào một chuỗi là Bread Order Ok sau khi gọi đồ ăn gọi thêm một món nữa là bread thì ở đây nhân viên họ lại tạo ra một cái routine khác để phục vụ cái món bánh mì cho mình và ở đây mình sẽ lại ở hàng bên mình sẽ lại chờ một máy mì được mang ra cho mình bằng cách là mình sẽ lóc ra thêm một cái nữa và ở đây mình sẽ lắng nghe tin nhắn được gửi từ channel bread này Tức là khách hàng main lúc này đang chờ hai món được phục vụ bởi nhà hàng Nó là coffee và bread Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy thử code Rồi mình sẽ mở giao diện terminal lên Mình đang ở trong thư mục fan in Mình go run main go Ok các bạn thấy là code của chúng ta chạy bình thường Hà main này nhận message từ hai channel coffee và bread và nó in ra lần lượt là Đầu tiên là, nó sẽ in ra tin nhắn nhận được từ channel là coffee trước là cái channel này hello này tiếp theo là nó sẽ in ra tin nhắn nhận được từ channel bread là cái tin nhắn này bread order này đây và các bạn có thể để ý đây có một cái pattern đó là bao giờ chúng ta cũng sẽ nhận được tin nhắn từ cái channel coffee trước đúng không ở mỗi lần chạy cái vòng lặp thì bao giờ cái đoạn tin nhắn nhận được từ channel coffee này cũng sẽ được in ra trước cái này cũng dễ hiểu thôi bởi vì là đây cái đoạn mà đọc tin nhắn từ cái channel coffee này nó là một cái blocking operation giống như trong video trước mình đã giải thích cho các bạn tức là kể cả khi cái channel bread này đã nhận được tin nhắn từ cái anonymous routine này tức là cái channel bread này đã sẵn sàng để cho hàm main đọc tin nhắn thì nó vẫn phải chờ cho đến khi cái channel coffee này nhận được tin nhắn đã tức là kể cả khi channel bread này nó có sẵn sàng để đọc tin nhắn đi nữa thì nó vẫn phải chờ cái dòng này phải chạy xong đã thì mới đến lượt cái dòng code này được chạy đó, thế thì đấy là một cái nó hơi bất cập khi mà chúng ta sử dụng cái function return channel như thế này là chúng ta bắt buộc phải chờ, đúng không? Giống như là chúng ta đi vào trong nhà hàng ấy, chúng ta được phục vụ hai món cà phê và bánh mì. Thì kể cả khi cái người phục vụ bánh mì người ta đã chế biến xong cho chúng ta rồi, nhưng họ vẫn không thể nào mang lên bánh mì cho chúng ta, mà họ phải chờ cho đến khi cà phê được mang lên trước đã thì lúc này bánh mì mới được mang lên đó thì nếu như chúng ta muốn đổi cái logic nhận đồ ăn đi chúng ta muốn là cứ cái món nào mà xong trước thì hãy mang lên cho chúng ta chúng ta không phải chờ như này nữa thì lúc này chúng ta sẽ phải dùng cái fan in pattern như sau chúng ta sẽ phải thêm một cái hàm nữa đây mình sẽ thêm một cái function nữa đây mình gọi function này là fan in đi gọi luôn là fan in đi function này sẽ nhận vào hai cái channel. Trong trường hợp này nó chính là hai cái channel coffee và bread này. Lát nữa chúng ta sẽ chuyển vào Ở đây mình sẽ đặt là chan 1 đi. Chan 2. Đây là hai channel nhận vào các cái item string. Và cái function fan in này cũng trả về một cái channel string giống như cái channel queen something gì. Ok và ở trong này thì mình cũng sẽ tạo một cái channel ở đây một cái channel C và ở đây mình sẽ return C ở đây luôn ok và bên trong cái hàm fanny này mình sẽ có start một cái cũng start một cái anonymous routine đây. và cái anonymous routine này sẽ có nhiệm vụ là đọc dữ liệu từ hai cái channel số 1 và số 2 này channel nào mà dữ liệu nó được đẩy vào trước thì mình sẽ lấy dữ liệu từ channel đó ra mình tống nó vào trong cái channel C này dữ liệu từ hai cái channel số 1 và số 2 này thực ra là nó sẽ được đẩy vào từ hai cái channel coffee và bit này này lát nữa chúng ta sẽ truyền hai cái channel này vào trong cái fan in này ok rồi thế thì ở trong cái anonymous routine này của cái hàm fanin này mình sẽ có một cái gọi là for ở đây và mình sẽ liên tục lắng nghe từ hai channel số 1 và số 2. Ở đây mình sẽ dùng là cái tính năng select của thằng golang concurrency. Trong trường hợp chúng ta nhận được message từ channel số 1. Đây, chúng ta nhận được message từ channel số 1. Thì chúng ta sẽ đẩy cái message đó vào trong cái channel C này. Đây. Ok. Còn nếu như nhận được message từ channel số 2 chúng ta cũng làm tương tự đẩy cái message đấy vào trong channel C. Ok. Rồi, bây giờ ở hàm main mình sẽ gọi cái hàm fanin ra. Mình sẽ khai báo một biến surf ở đây mình sẽ gọi cái hàm fan in này. hàm fan in này cần truyền vào hai channel chính là hai cái channel coffee và bread này ok channel coffee và bread này sau khi nhận dữ liệu từ anonymous routine ở trên này thì nó sẽ được đẩy vào trong cái anonymous routine của hàm fan in và được đẩy vào trong cái hàm select này Hàm Select này sẽ liên tục lắng nghe từ hai cái channel Coffee và Bread Cứ có cái món ăn nào được phục vụ đến trước thì nó sẽ đẩy vào trong cái channel C cho chúng ta Tức là để vào trong cái channel Surf này cho chúng ta Và chúng ta ở hàm bên này thay vì lắng nghe trực tiếp từ hai channel Coffee và Bread Thì ở đây mình sẽ chỉ lắng nghe từ một channel thôi Đó chính là cái channel Surf này Đây Ok Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy lại code xem như nào nhé Ok, mình mở terminal lên này Và mình go run bên trong go lại Ok, các bạn có thể thấy đây, đây là Mỗi một lần chạy một lặp ở hàm main ấy Thì nó sẽ nhận dữ liệu từ một cái channel khác nhau, đúng không? Ở đây là nó nhận dữ liệu từ channel hello này, là cái channel coffee này Ở đây nó nhận dữ liệu từ channel bread này Ở đây là hello này, và đây lại là bread Đó, thế thì Tùy vào cái việc là channel nào sẵn sàng gửi dữ liệu trước channel coffee hay là channel bread channel nào sẵn sàng để gửi dữ liệu cho hàm serve thì lúc đấy hàm serve sẽ nhận dữ liệu và nó sẽ trả về cho hàm main ok thế thì cái channel à, cái pattern fanin này thì có thể được minh họa bởi một cái hình vẽ như sau đây, đây là cái hình minh họa cho cái chương trình fan in pattern của chúng ta. Hai con chuột gopher bên tay trái đại diện cho hai cái hàm print hai cái lần gọi hàm print something của chúng ta. Hello và Bread order. Thì hai cái lần gọi hàm này, hai cái lần chúng ta order đồ ăn này sẽ được đẩy vào trong hai cái channel coffee và bread và sẽ có một cái con gopher số 3 chính là cái fan in button, cái fan in function nhận vào hai cái nhận cái input đầu vào là hai cái channel coffee và bread và nó sẽ đọc xem channel nào sẽ có dữ liệu trước thì nó sẽ đẩy vào trong cái channel surf và channel surf này thì được lắng nghe bởi hàm min đó. Thế thì nhìn vào hình vẽ này thì chắc các bạn có thể phần nào hình dung ra được là cái cấu trúc chương trình của chúng ta nó gồm những cái thành phần gì.